Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Viettel Star TV. Trong đại gia đình smartphone của Samsung ở thời điểm hiện tại thì Galaxy A01 đang là một chiếc máy có mức giá vô cùng ấn tượng và được nhiều người dùng quan tâm. Tuy nhiên thì có lẽ ngôi vị chiếc máy rẻ nhất của nhà Samsung sẽ không còn là chiếc A01 trong khoảng thời gian tới khi mà chúng ta đang có những tin đồn về chiếc Galaxy A01 Core, một trong những phiên bản cắt giảm của Galaxy A01. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình cận cảnh lại chiếc máy này để xem Samsung có đem đến một chiếc máy đủ sức mạnh cạnh tranh với đối thủ khác trong phân khúc tầm giá rẻ không nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên về thiết kế thì Galaxy A01 Core sẽ được sở hữu mặt lưng bằng nhựa sần để giúp đem lại cảm giác cầm nắm tốt nhất. Chưa dừng lại ở đó thì bốn cạnh mặt lưng của máy sẽ được bo cong để tránh xuất hiện hiện tượng bị cấn tay của người dùng. Và việc đáng chú ý nhất ở trên chiếc máy này đó là việc chúng ta hoàn toàn có thể thay thế pin khi Galaxy A01 Core sẽ có kiểu thiết kế mặt lưng tháo rời. Đây là một kiểu thiết kế huyền thoại giúp người dùng có thể chủ động hơn trong quá trình sử dụng thông qua việc mang theo một viên pin dự trữ khác dành cho máy. Về phần bố trí cụm camera thì máy sẽ chỉ có duy nhất một camera sau được đặt trong module hình chữ L. Ngay ở phía trên cụm camera sau sẽ là đèn flash. Về phần bố trí các chi tiết khác thì logo của Samsung sẽ được đặt chếch lên chính giữa mặt lưng, song song với cụm camera sẽ là loa ngoài. Nếu như để xét về thiết kế thì đây sẽ không phải là thiết kế mới, nhưng vẫn là một thiết kế khá cân đối và thuận mắt người dùng trong tất cả các trường hợp khác nhau. Quay trở lại với phía mặt trước thì Galaxy A01 Core sẽ sử dụng kiểu thiết kế màn hình Infinity Display với phần cạnh trên và cạnh dưới của máy khá dày, kết hợp với phần cạnh trái phải rất mỏng để người dùng có thể thao tác ở các cạnh bên màn hình tốt hơn. Điểm qua đôi chút về thông số màn hình thì Galaxy A01 Core sẽ sở hữu màn hình TFT LCD trên kích thước 5.14 inch, độ phân giải HD+. Với kích thước màn hình khá nhỏ thì Galaxy A01 Core sẽ rất phù hợp với những ai cần sở hữu một chiếc máy nhỏ gọn có thể bỏ vào túi quần, túi áo khá dễ dàng. Tiếp theo về camera thì như hình đã đề cập ở phần thiết kế, máy sẽ chỉ có duy nhất một camera với độ phân giải 8MP cùng với một camera selfie với độ phân giải là 5MP. Với thuật toán xử lý hình ảnh khá chất lượng, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một chiếc máy cho ra chất lượng ảnh tươi tắn và nịnh mắt để người dùng có thể có được những bức ảnh ưa nhìn nhất. Còn về camera selfie thì với việc có các sticker thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để cho ra những bức ảnh vô cùng ảo diệu mà không cần đến phải cài đặt các ứng dụng bên thứ ba. Tiếp theo về hiệu năng thì Galaxy A01 Core sẽ được trang bị bộ vi xử lý khá cũ tới từ MediaTek, đó là MT6739WW kết hợp với 1GB RAM. Và đó là khả năng máy sẽ được trang bị 16GB ROM. Đây là một cấu hình không quá mạnh mẽ, nhìn chung thì Galaxy A01 Core sẽ là chiếc máy hướng tới đối tượng người dùng muốn sở hữu một chiếc smartphone với tác vụ chính đó là nghe, gọi và nhắn tin. Ngoài ra thì Galaxy A01 Core sẽ có thể mở rộng thêm bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD để giúp người dùng có thể lưu trữ thoải mái hơn. Về phần mềm thì máy sẽ được chạy trên giao diện One UI Core được tinh chỉnh lại để có thể chạy mượt mà nhất trên chiếc máy này. Và cuối cùng đó là về pin thì Galaxy A01 Core sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng khoảng 3500mAh và người dùng chúng ta thì hoàn toàn có thể sử dụng máy một cách không gián đoạn thông qua việc đem theo một viên pin dự trữ với việc máy có thiết kế mặt lưng tháo rời. Còn về tốc độ sạc thì chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thông tin, nhưng có khả năng thì máy sẽ được trang bị củ sạc với tốc độ tiêu chuẩn là 5V-1 hoặc là 1.5A để đem đến tốc độ sạc ổn so với các smartphone khác trong phân khúc. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã có cái nhìn cận cảnh về chiếc Galaxy A01 Core. Các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy như thế nào với chiếc điện thoại này? Thì hãy cùng comment ở phía bên dưới để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.